trở về các bạn. Hôm nay sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018 quý vị. Sáng hôm nay thì các trường ở Vũng Tàu cũng đang khai giảng năm học mới. Thì sáng nay thì Diêm đang đi lang thang tại khu vực ở cái bãi này là bãi bãi dâu quý vị. Sáng nay thì trời nắng đẹp. Tầm nhìn xa giống như thời tiết dự báo là tầm nhìn xa trên 10 cây số luôn quý vị. Này Diêm đang đứng biển bãi dâu. Building Dạ, cảm ơn quý các bạn rất là nhiều đã cùng Diêm ngắm khu vực ở bãi dâu Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý rất là nhiều.